Trúc Sinh, Nguyên Khôi, Đỗ Tiên Dung. Kính gửi lời chào đến quý vị với chương trình Âm Nhạc Và Tôi. Hôm nay Trúc Sinh mời được người em gái Linh Xì Đỗ Tiên Dung, cũng từng là hoa hậu hả em? Hoa hậu sinh viên phải không? Dạ vâng, em là Hoa Khôi Linh Trường. À, Hoa Khôi hả? Thì Đỗ Tiên Dung với Trúc Sinh coi như là cũng quen nhau lâu rồi, cũng 10 năm từ thời ASA, khi mà Đỗ Tiên Dung thi, đúng không em? Lúc đó em thi năm mấy ta? Dạ thưa, Giọng Ca Vàng năm 2011. 2011 hả? Dạ 11. Ồ, giờ 10 năm rồi ha. Dạ. Ok, giờ sự trở lại của Linzy Đỗ Tiên Dung với bài Anh Cứ Hẹn. Xin mời quý vị thưởng thức. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Anh Cứ Hẹn của nhạc sĩ Anh Bằng. Dạ, yeah, bài này rất là dễ thương ha. Bây giờ là vừa chết á, anh hẹn nhưng mà xin anh từng đến nhé. Quá là dễ thương. Em nghĩ là cô này có lẽ là cô nàng sợ là nếu như mà anh đến
cổ sẽ lỡ yêu thì làm sao? Ồ oh, vậy hả? Dạ vâng. Coi như là em tự nói em đúng không? Nizi có bị ai hẹn vậy vậy chưa? Tiên Dung phải nói là thường thường những người nam rất là ga lăng, thành ra chưa bao giờ mà Lindsay bị như vậy. Nhưng mà nếu mà bị như vậy thì chắc chắn là mình sẽ giận lắm. Thì là một bài rất là dễ thương của nhạc sĩ Anh Bằng, từ giai điệu cho đến lời ca, Anh Cứ Hẹn. Và một bài tiếp theo là bài Định Mệnh Buồn. Mình đang coi như là vui qua buồn, của nhạc sĩ Song Ngọc với tiếng hát của Nguyên Khôi và Đỗ Tiên Dung. Chua xót những gì cho nhau, người bước đi mà nát tan lòng, ai đứng trông theo ngậm hờn, tình yêu ấy mất còn đâu. Anh đâu lỗi hẹn mà đời lại xuống ngăn cách với chia phôi, phải chăng anh ơi tình lỡ ước mong tranh chi người sáng sông. Hãy
chết trong lòng anh. Đời cớ sao mà anh lắm ô sầu, em khóc mối duyên ban đầu, từ đây chết trong lòng anh. Đời cớ sao mà anh lắm ô sầu, em khóc mối duyên ban đầu, từ đây chết trong. Quá ư là tình mà buồn, không quá biết, buồn không biết làm sao mà anh lại thích bài này nha. Thường thường mà có dịp nào mà karaoke thường thường anh lén lén anh cũng hát bài này. Chưa em chưa nghe anh xin hát bài này. Bữa nào phải bài nghe đó, nó có gì, nó cái giai điệu nó rây rứt lắm. Và nó tội nghiệp đó. Bài rất là tuyệt vời của nhạc sĩ Song Ngọc. Thì mỗi chương trình của anh em chúng tôi có được lâu dài hay không, gửi đến quý vị những cái thời gian âm nhạc làm cho mình vơi đi những nỗi buồn trong cuộc sống. Thì chính nhờ những mạnh thường quân, những nhà bảo trợ cũng gì góp một bàn tay cho những anh em yêu nghề như anh Khôi, Linh Si, cũng là anh U Minh Kiệt, Lê Ngọc, Tiêu Giáo Văn, thực hiện cho những quý vị những cái chương trình âm nhạc. Em đọc dùm anh cái quảng cáo. Dạ vâng. Và thưa quý vị, chương trình âm nhạc và tôi đặc biệt có sự bảo trợ của hai cơ sở kinh doanh sau đây. Khách sạn Ramada Plaza ở thành phố Garden Grove. Quý vị ở xa về chơi khu Little Saigon miền Nam Cali, xin quý vị đặt phòng ở khách sạn Ramada Plaza, quý vị sẽ được đón tiếp bởi nhân viên nói tiếng Việt và rất là nồng hậu và lịch sự. Đặt phòng xin liên lạc số 714-534-1818, 714-534-1818. Và người bảo trợ thứ hai của chương trình là Bosa Row. Đây là khu thương mại ở ngay trên đường Bosa, góc Brookhurst, thành phố Westminster, California, đang được xây, gồm có 200 căn apartments, khu thương mại và một khách sạn 5 sao. Quý vị có thể liên lạc với Bosa Row 714-485-8888, 714-485-8888. Và thưa quý vị, một lần nữa, quý vị nếu như mà có thương mến chương trình của Trúc Sinh Entertainment, xin quý vị hãy ủng hộ những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Và anh em chúng tôi xin thành thật cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. Ok, là cảm ơn những người tình quân. Và bài tiếp theo là bài Thao Thức Vì Em. Và cũng có một tựa nữa là Em Là Tất Cả, đúng không? Dạ, cái tựa rồi. Này lúc đầu em bị confused, không biết là cái thực sự nó là cái tựa nào. Ok, thì bài này là bài Thao Thức Vì Em, cũng là Em Là Tất Cả của cố nhạc sĩ Lâm Phương. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời dạ từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, ước nguyện chọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây em đêm, chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò
là đời quên hết sầu lo. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê? Hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ? Nhiều lần chung ước mơ, bên nhau ta cùng hứa quên đi chuyện năm xưa. Em biết chăng em thương em, nhớ em, tất cả là em. Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy? Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em. Màng quá. Không, à, khúc đầu hơi chập chạng xíu. Sao? Nhịp nhàng. À, và tiếp theo là bài Song Ca 7 ngày đợi mong của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Lần đầu tiên hát Song Ca với Tiên Dung rung quá. Vậy à, Tiên Dung cũng run không kém. À, rê chữ. Mà quý vị ơi, là bài hồi nãy thì quá lãng mạn, còn bài này thì bắt em chờ đến 7 ngày đợi mong. Bóng anh sang nên thương
chiều thứ bảy mưa rơi, ai bảo anh lại tới, ai bảo anh xin lời, ai bảo anh nhiều lời cho mắt em lệ rơi. Bảy ngày đợi mong của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Thì bài này cũng là bài để tạm biệt quý vị. Chúc sinh Nguyên Khôi và Đỗ Tiên Dung, anh Ung Minh Kiệt, anh Lê Ngọc cũng như anh Tiêu Gia Văn xin gửi lời chào tạm biệt tới quý vị. Chúc quý vị một ngày bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Khi đến với Little Sài Gòn để vui chơi và cần chỗ nghỉ ngơi, không muốn làm phiền đến bạn bè và cũng không muốn ai phiền đến giờ giấc nghỉ ngơi của mình, Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu đến với các bạn khách sạn Ramada Plaza gần khu Little Sài Gòn. Khách sạn có 116 phòng, đã được tân trang toàn bộ với chi phí hơn 2 triệu Mỹ Kim. Ngoài ra, khách sạn còn có hồ bơi, jacuzzi, nơi tập thể dục thể thao, nơi cho mướn xe, khu shopping, phòng dành cho hội họp, cũng như nhà hàng, ăn uống và ban đêm có nơi ca nhạc giải trí. Quý khách muốn đặt phòng, xin vui lòng gọi số 714-534-1818 hoặc vào website ramadaplaza-anaheim.net.
Khách sạn Ramada Plaza do người Việt Nam làm chủ. Các bạn ơi, không ai hiểu người Việt bằng người Việt, cho nên các bạn cứ việc vui chơi. Còn cái nơi nghỉ ngơi, hãy để cho khách sạn Ramada Plaza take care cho bạn.